Vào sáng ngày 21 tháng 9 năm 2023, Tòa án Nhân dân TP HCM trở nên tấp nập hơn bình thường. Đó là phiên xét xử sơ thẩm của bị cáo Nguyễn Phương Hằng khoảng 2 năm trước, vào thời điểm đất nước đang gồng mình chống dịch Covid-19. Cái tên Phương Hằng chợt nổi lên với hàng loạt những buổi livestream gây chấn động dư luận. Hàng loạt những cái tên từ những người nổi tiếng trong showbiz đến các cá nhân bị bà Phương Hằng lôi ra chỉ trích, vạch trần những vụ bê bối. Trong suốt một thời gian dài, trong nhiều tháng trời, livestream của Nguyễn Phương Hằng đã được cư dân mạng hào hứng đón chờ như là một bộ phim truyền hình, nơi mà người ta tò mò về việc biển thủ tiền từ thiện của các sao hạng A, những vụ bê bối, bôi nhọ xúc phạm danh dự nhau giữa các doanh nhân. Thế nhưng cho đến tháng 3 năm 2022, bà Hằng bất ngờ bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố bắt tạm giam vì tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Bất ngờ hơn là sau lưng bà là một đội ngũ luật sư tư vấn cũng bị vướng vòng lao lý. Vậy toàn cảnh vụ bà Phương Hằng từ lúc bắt đầu livestream cho đến khi bị bắt như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé. Nguyễn Phương Hằng, tên khai sinh là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, sinh ra vào ngày 26 tháng 1 năm 1971. Vào năm 16 tuổi, bà qua Canada định cư. Ở bên nước ngoài, Thanh Tuyền từng kết hôn với một người đàn ông gốc Trung Quốc giàu có và có một con trai. Khi người chồng này qua đời đã để lại cho bà tài sản khổng lồ lên tới 18 triệu đô la, tương đương với 414 tỷ Việt Nam đồng theo thời gian hiện tại. Có trong tay nhiều tiền, bà đem con hồi hương và sở hữu nhiều công ty về bất động sản, cao su và cả kinh doanh thời trang. Sau đó Thanh Tuyền đổi tên thành Nguyễn Phương Hằng vào năm 2010. Bà Hằng bước qua một đời chồng nữa cho đến khi gặp được ông Huỳnh Uy Dũng, hay dân kinh doanh còn gọi là Dũng Lò Vôi. Ông Dũng trước kia từng đi lính, sau khi giải ngũ, đời sống quá kham khổ nên kinh doanh các loại vôi quét tường, vôi bộ công nghiệp nên sau này bạn bè vẫn gọi là Dũng Lò Vôi. Sự nghiệp làm ăn dần khấm khá, ông mở công ty cổ phần Đại Nam, sau này đã xây dựng công viên văn hóa Đại Nam trên diện tích hàng nghìn hecta. Ông Dũng và bà Hằng gặp nhau, nhanh chóng cảm mến và nên duyên vợ chồng vào năm 2010. Trước đó thì ông Dũng cũng đã từng có vợ cũ và ba người con, bà Hằng cũng có ba con với hai chồng cũ, hai người sau đấy có một con chung. Bà Hằng được chồng cưng chiều hết mực. Vào năm 2020, ông Dũng tặng vợ một chiếc siêu xe giá 40 tỷ đồng. Thỉnh thoảng, ông lại tặng bà những trang sức lên tới hàng trăm tỷ vào những dịp đặc biệt. Trước mọi người, cả hai luôn dành cho nhau những lời biết ơn, trân trọng. Tuy là doanh nhân nổi tiếng, thế nhưng cái tên Nguyễn Phương Hằng chỉ thực sự được cả cộng đồng mạng khắp Việt Nam biết đến kể từ những buổi livestream gây chấn động. Đầu tiên thì bà bắt đầu gây chú ý khi lên mạng tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo gia đình của mình với số tiền hàng chục tỷ đồng. Ông Yên là một y sĩ chuyên chữa bệnh theo phương pháp cổ truyền. Từ nhỏ thì ông này đã được gửi vào chùa nuôi, nhờ có các vị cao tăng chỉ dạy mà biết được những món chữa bệnh dần dần. Sau này thì ông Yên nổi tiếng bởi có bài bấm huyệt giúp những người bị liệt do tai biến được hồi phục. Tuy nhiên sau này không có bằng chứng chứng minh phương pháp của ông Võ Hoàng Yên là hiệu quả. Ông còn dính vào loạt bê bối khi khám chữa bệnh không có giấy phép và đặc biệt là ông bị vợ chồng bà Phương Hằng tố cáo lợi dụng lòng tin, mượn hàng chục tỷ đồng sử dụng sai mục đích. Ban đầu thì ông Dũng và bà Hằng đồng ý chuyển tiền cho ông Yên cùng người nhà để xây chùa, chữa bệnh và làm từ thiện. Thế nhưng sau đó thì bà Hằng phát hiện ra số tiền này đã bị chiếm đoạt, không phục vụ đúng mục đích ban đầu. Động thái sau đó của ông Yên khi bị bóc mẽ là xin lỗi và trả lại tiền. Thế nhưng vợ chồng của ông Dũng không chấp nhận, vẫn quyết tâm tố cáo, vạch trần bộ mặt giả dối. Tuy nhiên sau đó cơ quan cảnh sát điều tra và không thấy có dấu hiệu lừa đảo nên không khởi tố vụ án này. Thế nhưng đó mới chỉ là màn dạo đầu thôi. Bây giờ mới đến lúc có chuyện hay đây. Danh hài Hoài Linh là người đầu tiên được réo tên. Trong một thời gian dài, Hoài Linh luôn được khán giả yêu mến bởi lối sống giản dị, gần gũi, nét diễn duyên dáng và đặc biệt là rất chiều khán giả. Tuy nhiên khi bà Nguyễn Phương Hằng lên livestream vạch trần ông thì mọi người mới ngã ngửa. Bà tố cáo Hoài Linh và ông Võ Hoàng Yên có mối quan hệ thân thiết. Chưa hết, nam nghệ sĩ còn bị nói rằng đã thu 14 tỷ tiền đóng góp từ thiện từ các fan và bà con khắp nơi thì nhưng ém lại không giải ngân. Bà còn tố cáo nghệ sĩ Hoài Linh lợi dụng nhà thờ tổ để tổ chức các hoạt động mê tín dị đoan. Nam danh hài ngay sau đó đã đăng tải video dài để giải thích nguyên nhân chậm trễ và sau đó vội vàng giải ngân số tiền 15,2 tỷ đồng trong 6 ngày. Từ đó, Hoài Linh bị khán giả quay lưng, tẩy chay và bị gán với cái mác là Linh 14 tỏi tài tiếng. Nạn nhân tiếp theo của bà Nguyễn Phương Hằng là ca sĩ hạng A Đàm Vĩnh Hưng, xây dựng sự nghiệp vững chắc qua nhiều thập kỷ cùng hàng triệu fan hâm mộ. Thế nhưng bỗng chốc Mr. Đàm bị khán giả chỉ trích nặng nề. Đó là vì bà Nguyễn Phương Hằng đã dành tới 14 buổi livestream để bôi nhọ nam ca sĩ, nói rằng anh có lối sống giả dối. Bà còn dùng nhiều lời lẽ thô tục, lăng mạ khiến khán giả bị sốc. Vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên và cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam là Lê Công Vinh cũng là đối tượng bị công kích trong 3 buổi livestream. Bà Hằng tố cáo cặp đôi đã ăn chặn tiền từ thiện, quản lý quỹ không minh bạch, thậm chí họ còn bị đồn rằng đã mua được rất nhiều đất đai, nhà cửa từ việc làm từ thiện này. Dính đến từ thiện, còn có cả MC danh tiếng Trấn Thành.
vốn là người đã dính vào không ít tai tiếng bởi những phát ngôn, nên khi bị bà Phương Hằng tố cáo, thì nam MC đã lập tức bị thêm càng nhiều anti-fan. Bà Nguyễn Phương Hằng cho rằng Trấn Thành mập mờ trong chuyện từ thiện khi mà không trực tiếp thực hiện mà phải chuyển tiền và nhờ những người khác. Điều này căng đến nỗi mà Trấn Thành đã đáp trả bằng một video dài công khai sao kê tiền từ thiện tại ngân hàng dài tới 1.000 trang. Tuy không nổi tiếng bằng những cái tên kể trên, thế nhưng ca sĩ Vy Oanh cũng bị bà Phương Hằng dành cho tới 7 buổi livestream để tố. Nguồn cơn là vì trên một post ở Facebook, Vy Oanh đã có những hành vi nói bóng nói gió bà. Nội dung chính của bài post ấy thì không liên quan đến bà chủ Đại Nam. Tuy nhiên trong phần bình luận thì cô ca sĩ đã xỉa xói việc bà bán đất để làm từ thiện chống Covid-19. Có nhiều khuất tất. Bà Hằng tất nhiên là không bỏ qua chuyện này, đã lên mạng đáp trả. Nó khiến cho Vy Oanh phải viết đơn tố cáo vị nữ doanh nhân đã có ý xúc phạm, bôi nhọ danh dự của mình. Không chỉ những người nổi tiếng, cả những cá nhân khác cũng bị trở thành đối tượng đấu tố trên livestream. Một trong số đó là nhà báo, luật sư Hà Ni. Cô này bị bà Hằng tố cáo có hành động chống phá công ty Đại Nam, phá hủy quỹ từ thiện mà vợ chồng bà xây dựng. Chưa kể thì Hà Ni còn có nhiều phát ngôn đả kích bà Hằng trên mạng. Bởi thế mà Nguyễn Phương Hằng đã dành cho cô tới hẳn 25 buổi livestream để đáp trả Hà Ni. Một nhà báo tên là Đức Hiển có trả lời phỏng vấn trên VOV, quy kết bà về tội danh 331 và có những bài viết, video trên Facebook, kênh YouTube cá nhân, đưa ra thông tin sai lệch, ảnh hưởng đến quyền lợi của bà và công ty Đại Nam, nên là bà Hằng đã lên chửi bới ông Đức Hiển trong 25 buổi livestream với lời lẽ nặng nề. Phong cách của bà Nguyễn Phương Hằng luôn là buộc tội và có lời lẽ cứng rắn, nhiều người cho rằng có phần ngoa ngoắt. Vì vậy tuy là tố cáo người khác, thế nhưng bà Hằng cũng nhận lại không nhiều thiện cảm từ người xem. Bất kể ai có sự chỉ trích thì bà đều đấu khẩu đến cùng và bà càng ngày càng sinh thêm nhiều kẻ thù trên mạng. Người ta vẫn thường hay nói là ếch chết tại miệng, và bà Phương Hằng bắt đầu bị cơ quan chức năng nhòm ngó đến. Vào ngày 16 tháng 4 năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Phương Hằng số tiền là 7,5 triệu đồng vì đã cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của cán bộ nhà nước. Sau đó một tháng, bà tuyên bố ngừng livestream. Tuy nhiên chỉ sau đó 3 ngày, nữ doanh nhân này lại lên sóng tiếp tục xúc phạm nhiều người khác, đến nỗi mà Sở Thông tin Truyền thông của Thành phố Hồ Chí Minh phải triệu tập bà Hằng lên để làm việc. Thế nhưng bà Hằng không đi, mà cử đại diện. Người đại diện này đã nhận lỗi, làm văn bản giải trình, rút kinh nghiệm và hứa sẽ cẩn trọng hơn trong phát ngôn với công chúng. Một lần nữa, bà Phương Hằng tuyên bố dừng livestream. Bà nói, tất cả những gì cần làm tôi đã làm và tôi dừng lại thực sự. Tôi dừng trong danh dự và tôi nghỉ trong danh dự, chứ không phải là tôi là loại trốn chạy. Những tưởng mọi thứ với nữ doanh nhân này đã khép lại thì chỉ trong vòng một tuần, bà lại quay lại khung giờ 19 giờ tối, quen thuộc vào ngày 19 tháng 9 để trò chuyện. Bà nói rằng cảm thấy nợ tình yêu thương của cộng đồng. Không chỉ có thế, bà Hằng còn làm xôn xao thêm dư luận khi làm những việc gây chú ý. Vào tháng 11 năm 2021, Tịnh Thất Bồng Lai nổi lên thành một vụ án trọng điểm. Người sáng lập là ông Lê Tùng Vân, tự xưng là pháp danh Thích Tâm Đức, đã bị điều tra về tội lừa đảo, nuôi trẻ em trái phép và có những mối quan hệ đáng ngờ với các chú tiểu, Nico trong Tịnh Thất. Bà Nguyễn Phương Hằng tuyên bố sẽ đến Tịnh Thất Bồng Lai để làm sáng tỏ mối quan hệ giữa ông Vân với những người sống tại đây. Vào ngày 4 tháng 11 năm 2021, sau tuyên bố trên, bà Hằng cùng hàng chục YouTuber kéo đến Tịnh Thất Bồng Lai gây náo loạn. Tuy nhiên sau đó thì bà Hằng chỉ ngồi trên xe và xe dừng lại một lúc rồi rời đi. Sau đó đám đông tự giải tán. Trong khoảng thời gian này, bà Nguyễn Phương Hằng còn xuất hiện ở nhiều địa điểm khác khiến dư luận chú ý. Trong đó bà Hằng còn xuất hiện phía trước của một cơ quan báo chí lớn. Chưa hết thì bà cùng chồng là Dũng Lò Vôi đã tổ chức một buổi giao lưu gặp gỡ doanh nhân ngay tại khu du lịch Đại Nam. Đáng chú ý là trong buổi hôm ấy có tiết mục đùa chó. Những chú chó được đặt theo tên của những người đang có mâu thuẫn với bà Hằng, bao gồm ca sĩ Vy Oanh, nhà báo Hàn Ni và Đức Hiển. Có đi thì phải có lại. Ngay kể từ khi bắt đầu livestream thì bà Hằng đã nhận rất nhiều đơn thư tố cáo lên cơ quan chức năng. Tội danh thường được đề cập là vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác, thậm chí bà còn bị buộc tội là đe dọa giết người. Đến ngày 24 tháng 3 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố hình sự bà Nguyễn Phương Hằng vì tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Bà đã bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra. Nhận được tin này, các cá nhân đã từng bị bà Phương Hằng xúc phạm như là Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh, Trấn Thành đã như mở cờ cho bụng. Họ đã đăng status lên mạng để ẩn ý ám chỉ như công lý đã được thực thi và tin vào thượng tôn của pháp luật. Vào ngày 29 tháng 11 năm 2022, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ đề nghị làm rõ về vai trò của những người có liên quan giúp sức tích cực cho bà Phương Hằng, trong đó có các trợ lý, người dẫn chương trình và khách mời trong các buổi livestream.
Cho đến ngày 21 tháng 9 thì tòa án thành phố Hồ Chí Minh đã đưa bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm ra xét xử. Kết quả là bà Nguyễn Phương Hằng có chủ mưu bị kết tội là lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, phải chịu mức án cao nhất là 3 năm tù. 4 đồng phạm bị kết án từ 1 đến 2 năm tù. Các bị cáo liên đới phải bồi thường nhà báo Hàn Ni, Đinh Thị Lan 18 triệu đồng. Riêng với Đàm Vĩnh Hưng, Vi Oanh, vợ chồng Thủy Tiên không yêu cầu bồi thường. Đây là bản án thích đáng cho những ai coi thường pháp luật, thể hiện tính chất răn đe cho những kẻ có thói ngông cuồng trong tương lai. Các bạn nghĩ thế nào về bản án dành cho Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm? Hãy comment cho chúng mình biết vậy nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.